Nếu mà nói về động thổ thì ngôi nhà hướng đông là một trong những cái ngôi nhà mà thuộc dạng rất là tốt trong năm nay. Bởi vì sao? Bởi vì cái năng lượng mà ở đầu hướng nó rất là tốt. Thành ra là khi mà động thổ thì chúng ta cũng không cần phải lưu ý gì quá, và chúng ta có thể động thổ ở ngay khu vực phía đầu hướng nhà mình. Sau đó thì lân la những cái khung khác để có một cái quy trình động thổ nó chuẩn. Tất nhiên là nếu mà quý vị lúng túng thì quý vị cũng có thể là tham vấn bên chỗ công ty của chúng tôi. Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về một cái hướng nhà mà được coi là cát lành trong năm 2024 nhé. Thì cái hướng nhà năm nay mà tôi đang nói đến là một hướng nhà mà đón một cái ngôi sao gọi là ngôi sao nhất bạch vào cái vận trí này. Thì nhất bạch được coi là một trong ba cát tinh của vận trí, và cái ngôi nhà ngày hôm nay tôi xin chia sẻ đó là ngôi nhà hướng đông nhá. Cái hướng thế đất gọi là tọa tây hướng đông, tọa đoài hướng chấn. Nhưng mà nói về độ số là nó từ 67,5 cho đến là 112,5 độ. Và ở đây quái chấn nó gồm ba sơn là sơn giáp, sơn mão và sơn ất. Thì cái hướng chấn này ấy, là một trong những hướng nó thuộc gọi là đông tứ hướng, nó phù hợp với người đông tứ mệnh. Thì đấy là góc nhìn dưới góc nhìn bát trạch mà nói nhé. Và nó thuộc hành mộc, nó liên quan gì? Nó liên quan đến chân tay gan mật, hoặc là liên quan đến một cái cung mà rất là quan trọng trong gia đạo, nó chính là cung gia đình nhé, hoặc là cung liên quan đến sức khỏe đấy. Và năm nay thì là năm Giáp Thìn, năm 2024 ấy, đấy, thì cái sao số 1 nó đáo vào cái cung gọi là cung chính đông, hay là còn gọi là cung quẻ chấn. Sao nhất bạch này thì nó mang hành thủy, là một trong những cát tinh. Nó chủ về gì? Chủ về tình cảm, chủ về nhân duyên. Thì rõ ràng là sang vận chín rồi, khi mà sao số 9 là sao trực ban, thì sao số 1 hay sao số 2 đều là sinh khí, tiến khí và mang đầy năng lượng. Thành ra khi mà nhất bạch nó nhập ở chính cung phía đông mà mang hành mộc, thì bản chất là nhất bạch mang hành thủy, thì được cái gọi là cách cục là thủy mộc tương sinh nhá. Thì rõ ràng là về mặt sức khỏe là sẽ phải tốt hơn rồi, hoặc là về những cái gì, về những cái việc mà nhân duyên, về những cái tình cảm trong ngôi nhà mà hướng đông, thì nó cũng có rất là nhiều cơ hội để mà nó nở hoa trong năm 2024 này. Thì nếu mà gia chủ còn độc thân ở ngôi nhà hướng đông năm Giáp Thìn thì có thể tăng cường thêm các mối quan hệ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác phái chẳng hạn thế, hoặc là gia chủ nào mà con đang đến tuổi cập kê mà vẫn đang trong trạng thái FA nhá, FA là độc thân ấy, thì rất là có những cái cơ hội mà tìm một nửa kia của mình, thậm chí là có thể kết hôn trong năm 2024 được, đúng không ạ? Và ngoài ra thì cái sao này nó chủ về nhân duyên, thậm chí là liên quan đến con cái nữa nhá quý vị nhá. Ngoài ra thì trong công việc, những người mà làm những cái ngành nghề mà đòi hỏi phải giao lưu tiếp xúc với khách hàng, thì đây là một trong những cái năm mà sẽ gặp được những cơ hội lớn, được gặp những cái khách sộp, khách VIP đấy. Và trong cái mối quan hệ của mình là mình gọi là bung hết ra đấy. Mọi năm thì được, ví dụ như là quan hệ ra ngoài mà cùng một năm đấy thì được 1 đến 2, 3 phần thôi, nhưng mà năm tới thì rất là có thể là nó phải được đến 7, 8 phần cơ, mở rộng một cách rất là đột phá nhé. Và để tăng cường cát khí cho những cái ngôi nhà hướng chính đông ấy, thì năm tới chúng ta cần thêm hành năng lượng hành gì? Năng lượng đó là năng lượng hành thủy và năng lượng hành mộc. Thì chúng ta chú ý là lưu ý về mặt bể cá này, hoặc là phong thủy luân này, hoặc là những cái vật phẩm ví dụ như là sâu tiền nhé, hoặc là những cái linh vật, hoặc là những cái quả cầu màu trắng, hoặc là linh vật có tính hành kim đấy, hoặc là sâu tiền này, hoặc là chuông gió này, hoặc là ví dụ những cái bức tượng mà quý vị thích ấy, tượng Phật này, tượng ông Trần Hưng Đạo này, hoặc là ông nào mà thích tàu quá này, thần tàu thì có thể là chơi tượng Quan Công cũng được đấy. Ngoài ra thì có những cái vật mà nó có tính kim nhiều, ví dụ như là cái đài này, đấy, cái đài nó là hành kim nhé, bởi vì
cái thanh âm của đài đó, nhất là những cái đài cổ đấy, hoặc là những cái đồng hồ cổ với những tiếng chuông kêu lanh lảnh, thì là những cái vật phẩm mài kim rất là tốt đấy. Thì quý vị có thể tận dụng những cái vật phẩm đó đặt ở trong phòng khách, đầu hồi nhà, để mà kích hoạt năng lượng ở phía đầu hồi nhà, sao cho nạp khí vào nó được hành thông, nó mạnh mẽ và nó khuấy động lên cái năng lượng của cái cung phía đông nhé. Và những cái người độc thân ấy, trong phòng ngủ có thể là trang trí những cái bức tranh về chủ đề hoa đào hoặc là đôi chim uyên ương ở trong những cái góc tường phía đông của căn phòng nhà mình, thì cũng là một trong những cái biện pháp để thu hút những cái người khác phái, để mong là cái nhân duyên của mình nó bén dễ hơn nhé. Và tất nhiên rồi, nếu mà nói về động thổ thì ngôi nhà hướng đông là một trong những cái ngôi nhà mà thuộc dạng rất là tốt trong năm nay. Bởi vì sao? Bởi vì cái năng lượng mà ở đầu hướng nó rất là tốt. Thành ra là khi mà động thổ thì chúng ta cũng không cần phải lưu ý gì quá, và chúng ta có thể động thổ ở ngay khu vực phía đầu hướng nhà mình. Sau đó thì lần lần ra những cái khung khác để có một cái quy trình động thổ nó chuẩn. Tất nhiên là nếu mà quý vị lúng túng thì quý vị cũng có thể là tham vấn bên chỗ công ty của chúng tôi nhé. Nói về ngôi nhà mà hướng đông ấy, thì một ngôi nhà theo cái vận trình theo góc nhìn huyền phù học thì nó gồm ba sơn, gọi là sơn giáp, sơn mão và sơn ất nhé. Và nó trong đó sơn giáp thì nó từ 67,5 cho đến là 82,5 độ, sơn mão thì nằm trong khoảng 82,5 đến 97,5 độ, còn sơn ất thì nằm trong khoảng từ 97,5 cho đến là 112,5 độ. Ngôi nhà mà tọa dậu hướng mão hoặc là tọa tân hướng ất mà sang vận chín thì ở vào cái thế gọi là khi mà lập tinh bàn lên ý, thì ta thấy là cái sao hai sao số 9 nó nằm ở cung hướng đấy, và cái cung tọa thì có cái sao số 4 và số 5 nó là hung tinh. Thì thế nhà này thì được cách cục nó gọi là tốt về tài vận nhưng mà không tốt về nhân đinh, hay còn gọi là vượng tài thoái đinh. Nếu mà như mà chúng ta không biết cách sắp xếp bài trí bố cục trong nhà một cách hợp lý nhé, thì lời khuyên của chuyên gia là quý vị là cái phía trước nhà sân làm sao mà để cho nó thoáng đãng nhất. Ví dụ như là ô tô, xe máy mà đôi khi là trời mưa trời nắng mà quý vị cứ thích muốn bưng bịt bằng các cái mái tôn đấy là vứt đi nhé. Thì đặc biệt trong cái thời gian này là sân là phải chống thoáng nhé, thì mới đón được cái năng lượng của thiên khí nhất vào trong những cái cơ hội và là cái vận chín hoặc là trong năm nay nhé. Ngoài ra thì phía sau nhà thì theo tôi thì nó không phải thoáng quá nhưng cũng không thể bịt bưng lại được, vì cái năng lượng số 4 và số 5 ấy, khi mà chúng ta bịt bưng lại thì nó vô cùng là bất lợi, nhất là cái số 5 nó chủ về phá tài đấy. Số 4 thì nó chủ về rất là nhiều thứ, thậm chí là nó kiểu đào hoa ngược ấy, tức là như kiểu là chúng ta gặp thị phi do những người nữ giới mang lại, hoặc là liên quan đến chuyện làm ăn thì số 4 nó cũng chủ về tài lộc, mà nó đặt được cái cung này thì nó kết hợp số 4, số 5 thì thành ra một cái cục rất là phá tài nhé. Và ngoài ra thì chúng ta cũng lưu ý một chút là cung phía đông hoặc đông nam của căn nhà, nếu như mà xa xa ấy, có những kiểu kiến trúc như là tòa building, tòa chung cư thì là quá tuyệt vời, quá đắc cách đối với cả những cái ngôi nhà mà có hướng mão và hướng ất. Rồi. Ngoài ra thì nếu mà không có thì chúng ta có thể là bố trí những cái cây xanh nhé. Ở những cái vị trí đó thì được cách gọi là khắc phục cái vấn đề là thoái đinh, hay còn gọi là thu sơn, thoát sát trong cái thế nhà này nhé. Ngoài ra thì một ngôi nhà hướng đông thì nó sẽ có những cái hướng ví dụ như là nhà tọa canh hướng giáp. Đấy. Khi mà sang vận chín ý, thì ở đây nó sẽ được cái nó gọi là cặp sao đắc lệnh, sao cửu tử số 9, nó nằm ở phía đằng sau nhà. Tuy nhiên bất lợi là cùng chỉ hướng đông ý, thì nó lại có cặp sao là 4-5. Đấy, sát khí được coi là cặp sao bất lợi nhất trong vận chín. Vì vậy thế nhà này sẽ ở cái thế nhà gọi là vượng đinh nhưng mà bất vượng tài, tức là về nhân đinh, sức khỏe, con cái thì nó cũng dễ nuôi, nó cũng ngoan ngoãn hơn. Đấy, nhưng mà về mặt đường, cái đường làm ăn thì nếu như không biết khắc phục, nếu không biết có những cái bài trí nhất định thì là đói dài dài đấy nhá.
Và muốn vượng tài thì thực ra là chú trọng nhất là bố trí những cái bể nước, những cái hồ cá, những cái pho trơn đấy, ở những cái cung, đặc biệt là cung phía Tây nhé. Thì quý vị phải có những cái kích hoạt, gọi nó gọi là thủy pháp kích tài, hay còn gọi là thu thủy kích tài và hóa sát, thì chắc chắn rằng dần sau nhà mình chúng ta không nên bực kín lại. Đấy là điều quan trọng nhất trong cái thế nhà mà gọi là tọa canh hướng giáp bất chín trong năm 2024 này nhé. Ngoài cái việc mà không bức kín phía sau thì tất nhiên rồi, khi mà chúng ta mở phía sau ra nó càng thoáng đãng càng tốt. Tất nhiên là chúng ta cũng phải bố trí thêm những cái hòn non bộ, thêm những cái rặng cây phía sau, để mà cái đằng sau nhà của chúng ta khí nó không bị thoát đi một cách ồ ạt nhé. Thì đấy là một trong những cái mà cần lưu ý đối với nhà trong cái vận trí này đối với nhà hướng đông. Thì vừa rồi là những cái phần mà chia sẻ của tôi về nhà hướng đông trong vận chín, về những cái vấn đề liên quan đến làm nhà động thổ. Thì nếu mà quý vị thấy hay, thấy bổ ích thì nhớ like, nhớ share, nhớ subscribe kênh và chia sẻ cho những anh em bạn bè mà quan tâm đến phong thủy. Tới đây tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.